Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Chuyện Thanh Hóa. Bản tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Vĩnh Lộc siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở mức cao hơn với phương châm cảnh báo sớm, nắm bắt từ xa. Mô hình nuôi trồng tảo xoắn đầu tiên tại Thanh Hóa mở ra hướng đi mới trong phát triển các mô hình sản xuất năng suất chất lượng và thu nhập cao. Các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch Covid-19 tăng cường kiểm soát người và phương tiện di chuyển vào địa bàn Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương phối hợp cùng 63 tỉnh thành phố xây dựng phương án tổ chức luồng xanh hàng hóa liên tỉnh liên vùng và các tuyến vận tải hàng hóa trên phạm vi cả nước. Các luồng xanh sẽ được công bố rộng rãi để doanh nghiệp vận tải và người dân được biết. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương nghiên cứu áp dụng thống nhất hình thức kiểm soát y tế đối với riêng đội ngũ lái xe vận tải, bao gồm không yêu cầu xét nghiệm lại đối với lái xe có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính còn hiệu lực, nghiên cứu giải pháp để không phải cách ly y tế bắt buộc với đội ngũ lái xe khi trở về từ các địa phương có dịch các sở giao thông vận tải phải tăng cường quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn để chủ động nắm bắt nhu cầu phối hợp với các tỉnh thành phố khác trong việc điều tiết tổ chức bố trí đủ phương tiện đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hóa tổ chức luồng xanh liên tỉnh cấp phép thông hành đầy đủ thông tin để hạn chế dừng xe khi qua các chốt kiểm soát và hạn chế tiếp xúc các địa phương khẩn trương nghiên cứu tổ chức phương án những trạm dừng xe tập trung có kiểm soát y tế để đội ngũ lái xe có thể nghỉ ngơi lấy mẫu xét nghiệm và lấy kết quả xét nghiệm nhanh chóng tiện lợi các doanh nghiệp vận tải cần chủ động trong việc kiểm soát lái xe, hoạt động của phương tiện và đảm bảo xét nghiệm COVID-19 đầy đủ, đúng quy định đối với lái xe. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly F1 tại nhà và quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, giảm thời gian cách ly y tế từ 21 ngày xuống 14 ngày cho các đối tượng F1 và người nhập cảnh, thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách ly, bàn giao và theo dõi kiểm soát y tế sau cách ly đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương có thể điều chỉnh hướng dẫn cho phù hợp, xem xét triển khai trên quy mô rộng hơn. Về quản lý điều trị, với các bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng đang được chăm sóc điều trị tại các cơ sở y tế, có thể cho xuất viện vào ngày thứ 10 khi đảm bảo hai mẫu bệnh phẩm liên tiếp cách nhau tối thiểu 24 giờ có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc tài lượng virus thấp, tiếp tục theo dõi giám sát y tế tại nhà nơi lưu trú trong vòng 14 ngày. Với ca bệnh phát hiện tại cộng đồng không có triệu chứng lâm sàng, nếu có tài lượng virus thấp thì đưa vào cơ sở cách ly y tế và theo dõi, sau 24 giờ làm lại xét nghiệm, nếu tiếp tục có tài lượng virus thấp hoặc kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCI âm tính với SARS-CoV-2 thì cho bệnh nhân xuất viện và thực hiện giám sát y tế như trên. Đối với người bệnh đã đủ tiêu chuẩn xuất viện theo quy định của Bộ Y tế và trong thời gian tự theo dõi tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, nếu có tái dương tính thì không cần cách ly điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh và không cần thực hiện các biện pháp cách ly xử lý ổ dịch. Các trường hợp này cần tiếp tục theo dõi y tế, nếu xuất hiện triệu chứng thì liên hệ ngay với cơ sở y tế để được chăm sóc, theo dõi. Với phương châm cảnh báo sớm nắm bắt từ xa và nêu cao tinh thần không chủ quan lơ là, huyện Vĩnh Lộc đang siết chặt các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao hơn. Theo đó, huyện lên phương án mô hình cách ly tại nhà bằng việc mượn nhà của các hộ gia đình đi làm ăn xa để tổ chức cho công dân thực hiện cách ly ngay tại địa bàn khu dân cư dưới sự giám sát của người dân. Tiếp tục khuyến cáo người dân đang sinh sống ngoài tỉnh hạn chế trở về địa phương. Các trường hợp trở về, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 xã thị trấn phải nắm thông tin, yếu tố dịch tễ để phân loại ngay từ đầu, đồng thời bố trí người đón tại các điểm chốt. Các công dân phải tuân thủ hướng dẫn phòng chống dịch của huyện xã. Các chốt ra vào huyện được tăng cường thêm lực lượng chức năng, phương tiện qua chốt bắt buộc phải khai báo y tế, ghi số điện thoại liên lạc để theo dõi xử lý. Đồng thời sẽ test tầm soát cho các đối tượng có nguy cơ cao, các công nhân lao động trong các công ty doanh nghiệp và chuẩn bị chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng. Tính đến ngày 15 tháng 7, huyện Vĩnh Lộc có 9 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 6 ca mắc mới và 3 ca tái dương tính, tất cả đều trong khu cách ly tập trung và đã được chuyển xuống bệnh viện phổi điều trị. Hiện trên địa bàn huyện còn 18 người đang cách ly tại khu cách ly tập trung và 108 người cách ly tại nhà. Xin được tiếp tục bản tin Thanh Hóa ngày mới với một số thông tin kinh tế trong nước trong tỉnh vừa được chúng tôi cập nhật. Các doanh nghiệp ASEAN đang rất lạc quan về triển vọng tăng trưởng tại khu vực trong 12 tháng tới, trong đó Việt Nam nằm trong top 3 thị trường hấp dẫn nhất để doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất. Ba trong số những động lực quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ việc mở rộng hoạt động kinh doanh trong khu vực gồm có khả năng tiếp cận thị trường tiêu dùng ngày càng mở rộng tại ASEAN, khả năng tiếp cận với thị trường quốc tế thông qua mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và nguồn lao động dồi dào có tay nghề cao. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thị trường nội địa ngày càng mở rộng, tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do, Việt Nam tiếp tục mang đến nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư hấp dẫn cho các doanh nghiệp. Bộ Tài chính vừa đề xuất chính phủ điều chỉnh tăng thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng phôi thép từ 0% lên 5%. Theo Bộ Tài chính, giá thép xây dựng trong nước tăng liên tục mạnh chủ yếu do nguyên liệu sản xuất thép tăng giá và ngành thép phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu từ bên ngoài. Tuy nhiên, việc giá thép tăng cao gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ và giải ngân cũng như chi phí dự phòng của các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư công ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất. Do đó, phương án tăng thuế xuất khẩu phôi thép sẽ góp phần ổn định nguồn cung phôi thép cho thị trường trong nước, bình ổn giá và hạn chế xuất khẩu phôi thép để giữ cho sản xuất trong nước. Cụ thể, theo Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, trong cả năm 2020, đặc biệt từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, ngành chăn nuôi gia cầm trong nước đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Sản xuất kinh doanh của ngành bị giảm sút mạnh. So với cùng kỳ năm 2020, tổng đàn gia cầm cả nước hiện đã giảm khoảng 36,26%, từ hơn 500 triệu con xuống còn 326 triệu con. Một số doanh nghiệp trang trại buộc phải giảm quy mô sản xuất hoặc tạm ngừng tái đàn vì sản xuất kinh doanh thua lỗ. Việc tiêu thụ sản phẩm gia cầm cũng gặp nhiều cản trở do chịu áp lực kép về dịch bệnh Covid-19 và giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Đến thời điểm này, có khoảng từ 45 đến 50% trang trại gia cầm lớn đã phải treo chuồng, khoảng 70 đến 75% gia trại và số hộ chăn nuôi tạm ngừng tái đàn. Nhiều doanh nghiệp và trang trại gia cầm đứng bên bờ vực phá sản. Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam cũng nhận định nếu tình trạng này kéo dài thì nguy cơ trong quý tư năm nay sẽ thiếu hụt nguồn cung trong nước về sản phẩm gia cầm, kéo theo hậu quả là thịt gà đông lạnh sẽ có cơ hội chiếm lĩnh thị trường nội địa. Hiện ngành chăn nuôi gia cầm còn phải đối mặt với khó khăn khác như giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng và đứng ở mức cao chưa từng có trong 10 năm trở lại đây. Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex và tập đoàn xây dựng miền Trung vừa ký hợp đồng gói thầu hơn 1.200 tỷ đồng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn nghi sơn diễn châu. Theo đó, Ban quản lý dự án 6 Bộ Giao thông Vận tải và liên danh tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex và tập đoàn xây dựng miền Trung đã ký kết hợp đồng gói thầu XL03 với giá trúng thầu hơn 1.260 tỷ đồng, bao gồm xây lắp và khảo sát thiết kế bản vẽ thi công đoạn km 405.00 đến km 419.600. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 2020. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn Diễn Châu dài 50 km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, thời gian thi công dự án trong khoảng 2 năm. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt chương trình khuyến công địa phương tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 2025. Mục tiêu của chương trình nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Khuyến khích chuyển giao ứng dụng khoa công nghệ sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Hình thành được các sản phẩm nhóm sản phẩm có sức cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu tăng tỷ trọng chế biến sâu chế biến tinh trong các sản phẩm công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản gia tăng giá trị và nâng cao hàm lượng công nghệ cao trong các sản phẩm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số nâng cao năng suất chất lượng năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế thực hiện được các đề án khuyến công điểm có tác động lan tỏa hỗ trợ sản xuất các sản phẩm có tiềm năng lợi thế cạnh tranh của địa phương từ thành công trong việc nuôi trồng tảo xoắn spirolina công ty cổ phần long phú ở xã quảng thái huyện quảng sương tỉnh thanh hóa đã đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ hiện sản phẩm tảo xoắn của công ty không chỉ được tiêu thụ trong ngoài tỉnh mà còn được xuất khẩu sang hàn quốc nhật bản đây là mô hình nuôi trồng tảo xoắn thành công đầu tiên tại tỉnh thanh hóa đang mở ra hướng đi mới trong phát triển các mô hình sản xuất có năng suất chất lượng và thu nhập cao sau gần 5 năm triển khai mô hình, được sự hỗ trợ từ dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh, công ty cổ phần Long Phú đã triển khai thành công việc sản xuất tảo tươi và tảo khô. Hiện trên diện tích hơn 10.000 10 m2, ngoài nuôi tảo, công ty còn sử dụng nước thải nuôi trồng tảo để nuôi cá rô phi. Tảo xoắn từ khi bắt đầu thả nuôi đến lúc thu hoạch khoảng 20 ngày. Khi tảo sinh trưởng phát triển đạt đỉnh thì tiến hành thu hoạch. Bình quân mỗi 1 mét khối nước nuôi tảo cho thu hoạch từ 250 kg tảo tươi được 1 kg tảo khô. Hiện giá bán 1 kg tảo khô là 1,2 triệu đồng, trừ chi phí đơn vị có lãi gần 100 triệu đồng một tháng. Cái nuôi trồng tảo Spirulina ở Việt Nam thì nó rất là phù hợp với địa bàn với môi trường và khí hậu của Thanh Hóa và nhất là địa bàn của của biển bãi ngang Sầm Sơn. À, qua do đó chúng tôi đã được cấp đề tài của khoa cấp tỉnh và sau đó được nâng cấp lên đề tài khoa cấp quốc gia. Và từ năm 2016 đến nay thì chúng tôi đã sản xuất rất là ổn định và cái sản phẩm đầu ra thì chúng tôi nó không đủ để cung cấp cho thị trường nội địa. Một số đơn đặt hàng của Thái Lan cũng như của Hàn của Đài Loan đã đặt hàng chúng tôi và chúng tôi đang làm các thủ tục cần thiết để có thể xuất khẩu được. Với sự thành công này, đầu năm 2019, công ty đã ký hợp đồng với công ty cổ phần dược vật tư Tế Thanh Hóa sản xuất thành viên nang để xuất khẩu. Sản phẩm tảo xoắn có nhiều tác dụng đối với sức khỏe như điều trị xương khớp, giảm ung thư, thanh lọc cơ thể, tăng cường thể lực và giảm thiểu các bệnh về mắt, đẹp da hiện đang rất được thị trường ưa chuộng. Với đầu ra và thu nhập ổn định, mô hình đã tạo việc làm cho từ 8 đến 10 lao động địa phương. Dự kiến năm 2021, công ty Long Phú sẽ mở rộng nuôi thêm tảo trên diện tích 2.000 m2. Đơn vị cũng sẵn sàng tập huấn, hướng dẫn cách làm và liên hệ nơi tiêu thụ cho các hộ dân nếu có nhu cầu xây dựng mô hình. tảo nó sạch và đảm bảo nói chung là quy trình sản xuất tảo đây thì nó gọi là rất về đảm bảo an toàn vệ sinh. Nói chung là tạo công an việc làm cho chúng tôi ở đây. Với sản phẩm này thì về đầu tư thì trang thiết bị máy móc thì cái đầu tư máy móc của nước ngoài nhập khẩu cái này và cái lượng thì trước hết là cái sản phẩm thời gian cũng làm mới với trong thời gian là thấy phải cũng phải nhu cầu về thị trường để rất nhiều đã mang lại những cái hiệu quả tích cực đối với dây chuyền sản xuất tạo xoắn thì chúng tôi đã đáp ứng được yêu cầu của đối tác. Nuôi trồng, sản xuất tảo xoắn đang là một hướng đi mới nhằm phát triển đa dạng và nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp của huyện Quảng Sương. Thông qua mô hình, người lao động được tiếp cận với công nghệ hiện đại trong quá trình sản xuất, từ đó thay đổi tư duy sản xuất của người dân địa phương nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức chương trình tiếp sức cho em đến trường năm học 2021-2022. Chương trình đã trao 22 xe đạp với tổng trị giá trên 29 triệu đồng cho các em học sinh có thành tích cao trong học tập và là con em của hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Bá Thước thuộc diện hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ mái ấm tình thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động, quyên góp của cán bộ hội viên phụ nữ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các cấp hội liên hiệp phụ nữ trên địa bàn huyện miền núi Ba Thước, giúp các em học sinh nghèo vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập. Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an thành phố Thanh Hóa và công an huyện Mường Lát đã phá chuyên án 712B, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền mà các con bạc tham gia cá độ gần 150 tỷ đồng. Bước đầu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là Nguyễn Hoàng Hải sinh năm 1991 ở số nhà 329 phố Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Quá trình điều tra, các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, ngay khi vòng chung kết giải bóng đá Euro 2021 khởi tranh, Nguyễn Hoàng Hải đã mua tài khoản đăng nhập trên trang web www.3in1bet.com và chia nhỏ tài khoản này bán lại cho các đối tượng khác để hưởng chênh lệch hoặc trực tiếp điều hành các con bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên chính tài khoản của Hải. Nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, mỗi khi thực hiện các cuộc giao dịch để đánh bạc, Hải thường bắt xe đi đến huyện miền núi Mường Lát và đến các xã giáp biên giới để trú ngụ, sau đó sử dụng mạng xã hội Zalo Facebook để tổ chức đánh bạc trên máy điện thoại di động và thanh toán tiền thắng thua trong cá độ bằng tài khoản ngân hàng thông qua dịch vụ internet banking. Đến thời điểm này, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng chính trong đường dây đánh bạc này, thu giữ 8 điện thoại di động, một xe ô tô và đang điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của hàng chục đối tượng khác. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Mới đây, Bệnh viện Hạnh Phúc tỉnh An Giang thông báo sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 dịch vụ với giá 1,5 triệu đồng mỗi liều. Đây là bệnh viện tư nhân đầu tiên thông báo cung cấp dịch vụ tiêm vaccine COVID-19. Tuy nhiên, theo báo lao động, xung quanh sự kiện này, người dân còn rất nhiều băn khoăn chờ đợi câu trả lời từ cơ quan chức năng. Bài báo phân tích, hiện nay nhiều người dân rất mong được tiêm vaccine dịch vụ mà không cần trông chờ vào nguồn vaccine được phân bổ miễn phí từ chính phủ. Song với việc Bệnh viện Hạnh Phúc cung cấp dịch vụ vaccine COVID-19, người dân cần biết đây là vaccine loại gì, nguồn từ đâu, có được Bộ Y tế của Việt Nam xác nhận được sử dụng hay không. Thứ hai, ngành y tế địa phương phải kiểm soát quy trình tổ chức tiêm vaccine, đảm bảo đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn, các điều kiện xử lý tình huống bất thường sau khi tiêm. Và thứ ba, giá dịch vụ tiêm vaccine cần được kiểm soát, không để các cơ sở y tế lợi dụng dịch bệnh để khai thác kinh doanh. Có như vậy, người dân và cả cộng đồng mới cùng được hưởng lợi từ nhiều kênh cung cấp vaccine khác nhau và đi đến miễn dịch cộng đồng nhanh hơn. Theo thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong, Bộ Nội vụ đã đưa ra lộ trình giai đoạn 2022-2026 tiếp tục sắp xếp các huyện xã không đạt 50% cả hai tiêu chuẩn diện tích và dân số mà chưa thực hiện trong giai đoạn 2019-2021, đồng thời sẽ thí điểm việc sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2022-2026, cả nước sẽ tiến hành sắp xếp 10 đơn vị cấp huyện và 180 cấp xã. Cũng trong giai đoạn này sẽ sắp xếp cấp huyện xã không đạt 100% cả hai tiêu chí với 103 huyện và 2.775 xã trong diện sắp xếp lại. Đặc biệt bắt đầu từ quý 1 năm 2022 sẽ thí điểm việc sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp tỉnh có diện tích tự nhiên nhỏ, mật độ dân số đông, có khó khăn về quỹ đất dành cho không gian phát triển hoặc theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Đối với các tỉnh làm điểm sẽ trình Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét cụ thể từng trường hợp. Để thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại giá rẻ dưới 20 triệu đồng mỗi mét vuông, từ giữa năm 2020, Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng nghiên cứu dự thảo nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp. Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp, các chính sách ưu đãi đưa vào dự thảo chưa được quy định trong luật đất đai. Phản ánh về vấn đề này, báo Hà Nội mới có bài vẫn chờ nhà ở giá rẻ. Số liệu của Bộ Xây dựng cho thấy tại thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhà ở có mức giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông rất ít, hầu như chỉ có ở khu vực xa trung tâm, nhất là sau đợt giả soát các dự án bất động sản trên toàn quốc và tác động của dịch COVID-19, nhiều dự án nhà ở bị đình trệ dẫn tới nguồn cung trên thị trường ngày càng ít, nhà ở giá rẻ vì thế cũng khan hiếm hơn và đẩy giá nhà liên tục tăng. Do đó để khuyến khích phát triển dự án nhà ở giá rẻ, nhiều chuyên gia cho rằng phải bắt đầu từ việc sửa đổi luật đất đai, luật nhà ở năm 2014 và các luật khác có liên quan để tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các nhà đầu tư. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy chế về đào tạo tiến sĩ thay thế quy chế năm 2017, với quy chế mới có ý kiến cho rằng đó là bước thụt lùi với ngành khoa học tự nhiên và công nghệ, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng quy chế đã bám sát thực tiễn Việt Nam liên quan đến vấn đề này. Báo Tuổi Trẻ có bài viết tranh cãi quy chế đào tạo tiến sĩ. Bài báo cho biết quy chế đào tạo tiến sĩ mới hủy bỏ hoàn toàn yêu cầu công bố quốc tế theo quy chế cũ. Thậm chí luận án chỉ cần có 3 công bố trên tạp chí trong nước loại trung bình là được bảo vệ. Trong khi đó, phần lớn các tạp chí trong nước loại trung bình được xuất bản bởi các trường đại học, quy trình duyệt bài lòng lẻo chẳng có mấy người đọc. Tuy nhiên, ở ý kiến trái chiều, các chuyên gia lĩnh vực khoa học xã hội cho rằng quy chế cũ năm 2017 là rất khó đối với nghiên cứu sinh ngành khoa học xã hội tại Việt Nam ngay cả khi so sánh với nghiên cứu sinh ở các nước tiên tiến do đó quy chế đào tạo đánh giá tiến sĩ si mới đã bám sát hơn với thực tiễn việt nam vấn đề là bộ giáo dục đào tạo cần có những cơ chế và chính sách để tăng cường chất lượng suốt quá trình đào tạo xây dựng lộ trình đầy đủ về chiến lược nâng cao chất lượng và uy tín của các tạp chí khoa học trong nước cũng như chuẩn công bố khoa học của nghiên cứu sinh Thưa quý vị và các bạn, hiện nay toàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai 8 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên các tuyến giao thông giáp danh với các tỉnh ngoài. Đặc biệt trên tuyến quốc lộ 1A, nơi tập trung lượng lớn phương tiện lưu thông, công tác kiểm soát đối với người và phương tiện đang được các tổ công tác siết chặt, ghi nhận của phóng viên tại chốt kiểm soát phía Bắc và phía Nam. Mỗi ngày, tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 1A, đoạn dốc dây thị xã Bỉm Sơn, có hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại thực hiện công điện số 17 ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng trực tại các chốt đã kiểm tra, giám sát các phương tiện vận tải hành khách từ tỉnh ngoài vào Thanh Hóa. Chốt kiểm soát khe nước lạnh thị xã Nghi Sơn là khu vực giáp danh với các tỉnh phía Nam và gần nhất là thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Do vậy, công tác kiểm tra, ra soát người và phương tiện đi qua chốt đang được tăng cường và siết chặt 24 trên 24 giờ phương tiện đi qua chốt bắt buộc phải kê khai danh sách, hành trình di chuyển, lịch trình của người điều khiển. Đặc biệt kể từ ngày 13 tháng 7, tập trung kiểm tra người và phương tiện vận chuyển hàng hóa đến và đi từ vùng dịch nơi phong tỏa, giãn cách khu cách ly đã được cơ quan có thẩm quyền công bố. Sau 2 tháng thực hiện cái tổ chốt phòng chống dịch Covid, nhất là trên cái tuyến quốc lộ 1A thì chúng tôi tập trung kiểm soát các phương tiện vận tải vận tải về hàng hóa các hành khách, các cái xe vận chuyển hành khách tuyến cố định và hợp đồng, xe taxi, Đấy thì đa số các phương tiện chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện đều chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch. Nhưng mà có một cái số phương tiện và một số người thì chưa hiểu biết được cái cái việc phòng ngừa trong phòng chống dịch thì anh em trong tổ công tác thì tiến hành tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm các cái trường hợp và vi phạm của, trong các công tác uh, phòng chống dịch. Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế cho thấy hiện nay đang còn nhiều lỗ hỏng trong quy định về kiểm soát phòng chống dịch đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa và các phương tiện cá nhân. Mặc dù đã có quy định lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa và xe cá nhân đi và đến từ vùng dịch, bắt buộc phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực. Tuy nhiên, qua kiểm tra, nhiều trường hợp không xuất trình được giấy xét nghiệm. Trong khi đó, hiện vẫn chưa có những quy định cụ thể về biện pháp xử lý những trường hợp này gây khó khăn trong hoạt động kiểm tra của tổ liên ngành. Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát, rất cần có thêm những quy định cụ thể trong việc kiểm soát các phương tiện xe cá nhân đi đến từ vùng dịch và các biện pháp xử lý vi phạm để tạo cơ sở pháp lý cho các chốt kiểm tra hoạt động thuận lợi, phát huy hiệu quả cao trong phòng chống dịch COVID-19. bản tin thanh hóa ngày mới hôm nay cũng xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi